Xuất hiện hàng loạt tin nhắn kèm video anh Tú chồng Diệu Nhi nhắn tin tình cảm với người con gái khác giữa tin đồn sạn nứt của cặp vợ chồng có mối tình đẹp nhất nhì sau biết Việt. Hiện đoạn tin nhắn thả thính của anh Tú và người con gái khác khiến netizen Việt cực sốc bởi họ đã từng rất ngưỡng mộ anh Tú cũng như cách mà anh ấy yêu chiều Diệu Nhi. Cụ thể, sáng 18 tháng 8, các diễn đàn mạng xã hội đồng loạt đăng tải những tin nhắn được cho là của diễn viên anh Tú cưa cẩm thả thính một cô gái bí ẩn. Theo nội dung trong các tin nhắn bị lan truyền, nghi vấn anh Tú là người con gái lạ kia đã trao đổi nhắn tin từ thời điểm tháng 3 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023. Nội dung các tin nhắn là: "Có thấy nhớ anh không? Nếu là anh thì có đó. Có bữa nào em rảnh không? Vậy bữa nào em có muốn gặp anh không? Hay em có cảm tình với anh không?". Khi cô gái kia cho rằng đây chỉ là những tin nhắn trêu đùa thì tài khoản được cho là của anh Tú đã đáp lại khẳng định muốn hỏi thật. Theo quan sát, tài khoản nhắn tin cho cô gái kia có tên là Anh Tú Bùi, có ảnh đại diện trùng khớp với Facebook cá nhân hiện tại của diễn viên Anh Tú, ông xã Diệu Nhi. Ngoài ra, trên mạng xã hội còn xuất hiện clip khi ấn vào tài khoản của chủ nhân những tin nhắn cưa cẩm thả thính kia sẽ dẫn đến trang cá nhân hơn 700 người theo dõi của diễn viên Anh Tú. Hiện tại, phía Anh Tú và Diệu Nhi chưa phản hồi về vấn đề này. Anh Tú và Diệu Nhi đã có 7 năm yêu đương kín tiếng trước khi quyết định về chung một nhà hồi tháng 10 năm 2022. Hôn lễ của cặp đôi quy tụ dàn khách mời đình đám phê bít, anh Tú Diệu Nhi cũng được khen là cặp đôi vàng vì có chuyện tình ngọt ngào mặn nồng. Đến thời gian gần đây, cả hai vướng nghi vấn trục trặc khi Diệu Nhi liên tục đăng tải những dòng trạng thái đầy tâm trạng. Trong khi đó, cách đây ít ngày, anh Tú có động thái ngầm phủ nhận bằng cách đăng dòng chữ có hashtag Love Cherry, Diệu Nhi từng xưng bản thân là Nhi Trần Cherry. Bên cạnh nghi vấn hôn nhân của cả hai cặp trục trặc, thì một số khán giả cho rằng nên nghĩ thoáng hơn về mọi động thái. Việc Diệu Nhi đăng tải như thế kia không đồng nghĩa với việc hôn nhân của nữ diễn viên có vấn đề, bởi lẽ hết cách đây không lâu, Diệu Nhi và anh Tú còn cùng nhau đi du lịch nước ngoài. Những thông tin tiếp theo sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật trên Data News. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.